Fumi là một thanh niên weeaboo vô công rồi nghề, suốt ngày chỉ biết ở nhà chơi game, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy vẫn đi đến thư viện đọc sách để thư giãn đầu óc. Fumi đột nhiên tìm thấy một cuốn sách kể về bốn người anh hùng được triệu hồi để cứu thế giới, và những người anh hùng đó sở hữu lần lượt những vũ khí như kiếm, giáo, cung, khiên. Tuy nhiên, khi lật tới những trang cuối cùng thì cuốn sách đột nhiên phát sáng lên và một luồng sáng đã hiện ra rồi dịch chuyển cậu ấy tới một thế giới khác. Fumi đột nhiên nhìn thấy một cái khiên kỳ lạ nằm ở trên tay mình, và có ba thanh niên khác cầm kiếm, giáo, cung cũng được triệu hồi tới đây như cậu ấy. Mọi người đã được dẫn tới diện kiến đức vua của đất nước Meromark để tự giới thiệu bản thân. Thằng cầm giáo có tên là Motorasu, thằng cầm cung có tên là Itsuki, còn thằng cầm kiếm có tên là Zen. Nhưng tới lượt Fumi thì nhà vua có vẻ chẳng quan tâm tới cậu ấy cho lắm. Thế giới này hiện đang bị tấn công bởi những làn sóng quái vật tới từ hư không. Nếu như các làn sóng không bị ngăn chặn lại thì thế giới này chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Cho nên bốn người anh hùng bọn họ đã được triệu hồi tới thế giới này để ngăn chặn làn sóng lại. Và Fumi nhận ra mọi thứ đang diễn ra giống y như cuốn sách trong thư viện vậy. Tất cả các anh hùng đều sẽ phải khởi đầu ở mốc cấp độ 1 và bọn họ sẽ phải thành lập những tổ đội riêng chứ không được đi chung, bởi vì bốn thứ thần khí đều có ý niệm riêng khiến cho chúng không thể tăng cấp khi ở gần nhau. Ba thanh niên kia nhận ra rằng thế giới này giống với một tựa game mà bọn họ từng chơi qua, và sau một hồi nói chuyện thì bọn họ chợt phát hiện ra là cả bốn người đều tới từ các trái đất khác nhau. Trong khi ai cũng đã từng chơi qua tựa game giống thế giới này rồi mà Fumi lại không hề biết chơi. Và ba người kia nói rằng những người dùng khiên đều chỉ là kẻ bần hèn trong tựa game đó, nhưng Fumi vẫn cảm thấy rất phấn khích sau khi được xuyên không tới thế giới khác. Ngày hôm sau, bốn vị anh hùng đã đi tới cung điện để nhận một số thành viên vào tổ đội của mình, và do sử dụng cái khiên rách nên chẳng có ai thèm vào tổ đội của Fumi cả. Tuy nhiên, một cô gái xinh đẹp có tên là Men đã xin làm đồng đội của Fumi khiến cho cậu rất bất ngờ, và nhà vua đã phát cho mỗi người một túi tiền lớn để làm lộ phí đồng thời mua sắm thêm vũ khí. Vừa rời khỏi cung điện thì Men đã kéo Fumi tới tiệm rèn của một ông chú đầu chọc để mua vũ khí, nhưng Fumi lại không thể sử dụng bất kỳ một thứ vũ khí nào khác ngoài cái khiên của mình. Sau khi sắm sửa xong áo giáp thì hai người bọn họ đã đi ra ngoài thành phố để đánh quái, nhưng do không có vũ khí nên Fumi farm quái chậm hơn hẳn những người khác, và cậu ấy có thể nâng cấp cái khiên bằng cách thả xác quái vật vào bên trong khiên. Vừa về tới thành phố thì Men đã đòi Fumi mua thêm một đống trang bị xịn sò cho mình, thậm chí cô ta còn rủ Fumi đi tới một quán ăn đắt tiền để ngồi cho sang chảnh nữa. Và mặc dù bị đào khá nhiều tiền nhưng cậu ấy vẫn rất vui vì có được cô đồng đội xinh đẹp tới như vậy. Tuy nhiên, sáng hôm sau Fumi lại hoảng hốt phát hiện ra Men đã cũng hết tiền bạc của cậu ấy rồi bỏ đi, và binh lính đột nhiên xông vào nhà trọ bắt cậu ấy để giải về cung điện gặp nhà vua. Hóa ra, Fumi đã bị con ả Men vu oan cho cái tội làm nhục cô ta vào đêm hôm qua, khiến cho cô ta phải chạy sang bên phòng của Motorasu để cầu cứu, và dù Fumi có cố gắng giải thích như thế nào đi nữa thì vẫn không có ai tin lời cậu ấy. Fumi đã nhận ra bọn người này vốn từ đầu đã chẳng ưa gì một anh hùng khiên như mình, cho nên cậu ấy đã tức giận đòi lão vua phải gửi trả mình trở về trái đất ngay lập tức. Nhưng các anh hùng sẽ không thể trở về thế giới của mình cho tới khi ngăn chặn được làn sóng. Fumi quyết tâm là sẽ tự tay ngăn chặn làn sóng lại để rời khỏi cái thế giới khốn nạn này. Và trước khi rời đi thì cậu ấy đã ném mấy đồng xu lẻ cuối cùng của mình về phía Motorasu trong sự khinh bỉ. Do vốn là anh hùng nên cậu ấy sẽ không bị bắt giam lại như những tội phạm bình thường, nhưng người dân xung quanh vẫn tỏ ra khinh bỉ Fumi sau khi biết được tội danh của cậu ấy. Ông chú thợ rèn còn định đấm cho Fumi một trận vì cái tội hãm hại con gái nhà lành, nhưng khi nhìn vào mắt của Fumi thì ông ta đã nhận ra cậu ấy chắc chắn không làm điều đó, cho nên ông ta đã tặng cho cậu ấy một cái áo choàng rẻ tiền để đi đánh quái. Fumi đã đi ra ngoài thành phố rồi đấm nhau với bọn bóng cao su một cách điên cuồng, nhưng do lực tấn công quá thấp nên đánh hết cả ngày mà cậu ấy chỉ lên được có một cấp độ. Fumi vừa mang sắc của bọn bóng cao su về bán thì lại bị thằng chủ cửa hàng ép giá, nên cậu ấy đã thủ sẵn một đống quái trong người để đe dọa hắn ta phải mua đúng giá cho mình. Và khi có được vài đồng bạc thì cậu ấy cũng đã bí mật trả tiền áo choàng cho ông chú thợ rèn. Fumi có thể mở khóa được kỹ năng mới nếu như thả nguyên liệu phù hợp vào trong khiên, cho nên sau khi bỏ một ít thảo dược vào thì cậu ấy đã mở khóa được kỹ năng hồi phục. Một đám côn đồ đã chặn đường chấn tiền của Fumi nên cậu ấy đã hất bay chúng đi bằng năng lực của mình, nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy rất tức tối vì bản thân chỉ có thể phòng thủ chứ không tấn công được. Tuy nhiên, một tay buôn nô lệ bỗng xuất hiện rồi đề nghị cậu ấy mua một tên nô lệ để chiến đấu cho mình, bởi vì nô lệ sẽ không bao giờ phản bội lại cậu ấy như những người bình thường. Mỗi nô lệ đều bị dính một lời nguyền sẽ giết chết chúng nếu như dám chống đối lại chủ nhân, và Fumi chỉ cần mua một đứa nô lệ giá rẻ biết nghe lời là được, bởi vì cậu ấy không có nhiều tiền. Cho nên gã buôn nô lệ đã đưa cậu ấy tới xem một cô bé á nhân đang ở trong tình trạng ốm yếu. Sau khi suy nghĩ một hồi thì Fumi quyết định là sẽ mua cô bé bán nhân có tên là Raptalia này, và gã buôn nô lệ đã vẽ lên cổ Raptalia một cái ấn nô lệ để cô bé phải tuân lệnh cậu ấy. Fumi đã phũ phàng kéo Raptalia rời khỏi chỗ tên buôn nô lệ rồi đi tới cửa hàng của ông chú thợ rèn, bởi vì cậu ấy muốn mua một số trang bị cho Raptalia để cô bé có thể chiến đấu. Fumi đã ép cô bé phải dùng kiếm để đâm nổ một con quái vật bóng cao su ngay lập tức,
và cậu ấy cũng nhận được điểm kinh nghiệm mỗi khi cô bé tiêu diệt quái vật nhờ có chế độ đồng đội. Nhưng ông chú lại cảm thấy cậu ấy đã trở nên khó tính hơn sau khi bị đất nước này đối xử tệ bạc. Tuy nhiên, khi biết Raptalia đang đói thì Nafumi đã mua cho cô bé một suất cơm cực kỳ ngon lành, cho nên cô bé đã rất vui sướng bởi vì các nô lệ hiếm khi được ăn ngon tới như vậy. Vừa ăn xong thì Nafumi đã dẫn Raptalia đi ra ngoài thành phố để cải cấp, và nhờ có Raptalia giúp sức nên cấp độ của hai người bọn họ cũng đã tăng lên đáng kể. Đang ngồi nghỉ ngơi thì Raptalia đã rất bất ngờ khi biết Nafumi chính là anh hùng khiên. Bởi vì cha mẹ của cô bé đã từng nói rằng anh hùng khiên thường đối xử rất tốt với các á nhân như bọn họ, và sức khỏe của Raptalia vẫn còn khá yếu nên Nafumi đã nấu một ít thuốc cho cô bé uống. Cha mẹ của Raptalia đã bị quái vật sát hại khi làn sóng đầu tiên xuất hiện tại thế giới này, và nhờ được bọn họ bảo vệ nên cô bé đã sống sót được cho tới khi bị biến thành nô lệ. Nafumi đã thành công bào chế ra được thuốc trị thương chất lượng cao từ tấm khiên của mình, và cậu ấy đã kiếm được một khoản tiền kha khá sau khi bán đi số thuốc đó. Nafumi quyết định là bọn họ sẽ đi tới một ngôi làng nằm xa thành phố có tên là Lút để làm ăn. Và gần ngôi làng có một khu mỏ có thể kiếm được tiền bằng cách khai thác quặng hiếm, nhưng khu mỏ đó đã biến thành tổ cho bọn quái vật sau khi làn sóng thứ nhất kết thúc. Nafumi đã mở khóa được rất nhiều loại khiên mới cùng với kỹ năng tạo ra khiên không khí, và cậu ấy cùng với Raptalia đã nhanh chóng đi vào bên trong khu mỏ để khai thác quặng, nhưng một con chó hai đầu đột nhiên xuất hiện rồi tấn công hai người bọn họ. Con chó đã lao lên rồi cắn vào một bên vai của Nafumi khiến cho cậu ấy bị thương khá nặng, và Raptalia rất hoảng sợ khi nhìn thấy nó nên cậu ấy đã phải trấn an cô bé lại. Raptalia không muốn thấy Nafumi phải chết nên cô bé liền lao lên chiến đấu với con chó, và khi con quái vật định tấn công thì Nafumi đã sử dụng khiên không khí để đỡ đòn cho cô bé, cho nên cô bé đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ rồi xuyên chết con quái vật đó. Ngay sau đó, Raptalia liền khóc nức lên rồi ôm lấy Nafumi vì suýt nữa thì cậu ấy đã bị con chó giết chết, và từ bây giờ Raptalia đã chính thức trở thành một thanh kiếm để có thể chiến đấu cho cậu ấy. Một tuần sau, Nafumi đã mở khóa được một đống kỹ năng mới khiến cho cậu nhìn thôi cũng hoa hết cả mắt. Và cậu ấy đã mở khóa một kỹ năng có tên là Ngục Khiên để có thể giam giữ kẻ thù của mình lại. Còn Raptalia lúc này đã trở thành một cô gái xinh đẹp với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Ông chú thợ rèn cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên khi nhận ra Raptalia đã trở thành một mỹ nữ. Thậm chí mấy lão bán hàng ngoài phố còn tặng cho Raptalia đồ ăn vì sự dễ thương của cô ấy. Nhưng cô ấy cũng đã phần nào trở nên đanh đá hơn trước kia rất nhiều. Ngày hôm sau, ông chú đầu chọc đã làm cho Nafumi một bộ áo giáp theo như yêu cầu của cậu ấy. Nhưng khi mặc lên thì cậu ấy lại cảm thấy mình trông giống mấy thằng cướp hơn là anh hùng. Theo sự chỉ dẫn của ông chú thợ rèn thì Nafumi đã đi tới một cái đồng hồ cát được gọi là Long Thời Kế nằm trong nhà thờ của thành phố. Và chiếc đồng hồ này có thể cho bọn họ biết được làn sóng tiếp theo sẽ xảy ra vào khi nào. Tổ đội của ba tên anh hùng kia cũng tới Long Thời Kế để kiểm tra thời gian xảy ra làn sóng. Và vừa nhìn thấy Raptalia thì Temotorasu liền buông lời ngon ngọt dụ dỗ cô ấy đi theo hắn. Nhưng Raptalia nói rằng cô ấy đã thề là sẽ dành cả đời này để chiến đấu bên cạnh Nafumi. Raptalia đã thắc mắc lý do tại sao Nafumi lại có xích mích với các anh hùng khác, nhưng Nafumi không muốn trả lời vì cậu ấy cho rằng dù có nói ra thì cũng không có ai tin lời mình cả. Sáng hôm sau, toàn bộ anh hùng cùng các thành viên của bọn họ đã được dịch chuyển tới nơi xảy ra làn sóng, và hàng ngàn con quái vật đã bay ra như ong vỡ tổ từ những cái lỗ không gian ở trên bầu trời. Nafumi chợt phát hiện ra làng Lút đang bị bọn quái vật tấn công mà không có ai tới cứu, cho nên cậu ấy đã nhanh chóng chạy đến ngôi làng để bảo vệ người dân ở đó khỏi quái vật. Và cậu ấy đã nói mọi người hãy di tản khỏi ngôi làng trong khi bản thân mình thì ở lại chiến đấu. Sau khi di tản toàn bộ người dân thì Raptalia đã quay lại làng để hỗ trợ cho Nafumi và biết rằng hai người họ đang ở đây mà bọn hiệp sĩ hoàng gia vẫn bắn cung lửa tưới bụi vào trong. Nhưng may mắn là Nafumi đã sử dụng tấm khiên của mình để che chắn cho Raptalia. Vừa nhìn thấy Nafumi thì tên chỉ huy đã dở giọng khinh thường cậu ấy, nhưng Nafumi vẫn lao vào cứu tên chỉ huy ngay khi hắn ta bị quái vật tấn công. Tuy nhiên, tên chỉ huy lại ra lệnh cho toàn quân bỏ rơi Nafumi sau khi được cậu ấy cứu sống, nhưng một số binh sĩ đã nhận ra được điều gì đó nên bọn họ quyết tâm ở lại để hỗ trợ cậu ấy. Ở một nơi khác thì nhóm ba tên anh hùng kia đã thành công tiêu diệt được con quái vật đầu đàn, cho nên làn sóng cũng đã nhanh chóng kết thúc ngay sau đó, và người dân đã tỏ ra cực kỳ biết ơn Nafumi vì nhờ có cậu ấy mà bọn họ mới sống sót được. Tối hôm đó, nhà vua đã tổ chức một yến tiệc hết sức linh đình để ăn mừng cho chiến thắng trước làn sóng. Và con ả men đã tiết lộ cho Motorasu biết rằng Raptalia chính là nô lệ của Nafumi, nên hắn ta đã nổi máu anh hùng dâm rồi bắt Nafumi phải thả tự do cho Raptalia. Nafumi không muốn quan tâm tới Motorasu rồi đòi rời khỏi bữa tiệc ngay lập tức, nhưng lão vua lại bắt ép Nafumi phải ở lại để chiến đấu với Motorasu, và nếu như Motorasu thắng thì cậu ấy sẽ phải trả tự do cho Raptalia. Raptalia đã cố gắng giải thích rằng cô ấy tự nguyện đi theo Nafumi chứ không hề bị ép buộc, nhưng bọn chúng lại bắt giữ cô ấy rồi cho rằng cô đã bị chiếc khiên của Nafumi tẩy não. Ngay sau đó, Nafumi cùng với Motorasu đã bước vào đấu trường dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, và do không thể tấn công nên Nafumi đã không quên mang theo vài con bóng cao su.
Lão Fumi đã ném một cái khiên không khí về phía Motorasu để đả thương hắn ta, và cậu ấy đã ném hắn ta vào ngục khiên cùng với mấy con bóng cao su. Tuy nhiên, mọi người lại cho rằng cách chiến đấu của Lão Fumi là không quân tử, và Men đã sử dụng phép thuật để đánh lén Lão Fumi khi nhìn thấy anh hùng của mình bị mất lợi thế, cho nên Motorasu đã lợi dụng lúc đó bắn ra một tia năng lượng để hạ gục cậu ấy. Lão Vô đã ngay lập tức tuyên bố chiến thắng thuộc về Motorasu, và Lão Fumi đã cố gắng tố cáo Men đánh lén mình nhưng không có ai tin lời của cậu ấy cả. Bởi vì Mên thực ra chính là công chúa của vương quốc này nên lão vua rất chiều chuộng cô ta. Mọi người ngồi trên khán đài đã bắt đầu sỉ nhục rồi, cho rằng chúng không nên triệu hồi Lão Fumi tới nơi này, khiến cho Lão Fumi tỏ ra cực kỳ phẫn nộ khi danh dự của bản thân bị bọn chúng chà đạp. Vừa mới được giải thoát khỏi ấn nô lệ thì Raptalia đã tát cho Motorasu một cái vào mặt. Bởi vì cô ấy đã tự nguyện đi theo Lão Fumi sau khi được cậu ấy cứu khỏi cuộc đời nô lệ, và vào thời điểm đó thì chẳng có ai quan tâm tới một đứa nô lệ ốm đói như cô ấy cả. Gen cùng với Itsuki cũng đã tố cáo Men sử dụng phép thuật để can thiệp vào trận chiến, và bọn họ cho rằng chính lão vua đã bịt miệng toàn bộ khán giả để bao che cho con gái mình. May là hai thằng này vẫn đang còn hành động vì chính nghĩa chứ không như bọn vô lại khác. Nhìn thấy Lão Fumi đang gục xuống trong đau khổ thì Raptalia đã đi tới bên cạnh để động viên, và Raptalia không tin rằng cậu ấy đã làm những chuyện giống như lời của đám người kia nói. Lão Fumi lúc này mới nhận ra Raptalia đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, bởi vì từ trước tới nay cậu ấy vẫn chỉ coi Raptalia giống như là một đứa trẻ. Raptalia cho biết rằng cơ thể của các á nhân như cô ấy sẽ trưởng thành theo với cấp độ, nhưng cũng chính vì vậy mà các á nhân mới bị con người đối xử như quái vật rồi bắt làm nô lệ. Raptalia bỗng dưng nổi hứng muốn đi xăm lại cái ấn nô lệ lên người mình như lúc trước, bởi vì cô ấy đã coi cái ấn nô lệ này như là một sợi dây liên kết giữa bản thân mình với Lão Fumi. Lão Fumi cũng đã mua một quả trứng của loài chim kéo xe có tên là Firorio về để ấp thử, và cậu ấy cũng muốn nhóm có thêm thành viên để giảm bớt gánh nặng chiến đấu cho Raptalia. Một số người bán hàng trong thành phố đã bắt đầu giúp đỡ cho Lão Fumi nhiệt tình hơn, bởi vì người thân của bọn họ tại làng Lút đã được cậu ấy cứu sống trong làn sóng lần trước. Vừa quay trở lại làng Lút được một vài ngày thì quả trứng đã nở ra một con Firorio bé tí, nhưng chỉ cần có 2 ngày nuôi dưỡng mà con chim đó đã lớn nhanh như thánh gióng, và do nó thuộc loài chim kéo xe Firorio nên Lão Fumi đã đặt tên cho nó là Firo cho dễ nhớ. Lão vua đột nhiên phong cho Motorasu làm lãnh chúa của làng Lút vì đã lập công trong việc đẩy lùi làn sóng. Và con ả Men đã đòi dân làng phải đóng cả một đống tiền thuế thì mới được phép vào làng, nhưng dân làng lại cho rằng Lão Fumi mới chính là người có công lớn trong việc bảo vệ nơi này. Men đã yêu cầu Lão Fumi phải tham gia một cuộc đua xung quanh làng Lút với Motorasu, và người nào chiến thắng thì sẽ được làm lãnh chúa của ngôi làng này. Lão Fumi không muốn đua bởi vì cậu ấy không có hứng thú trở thành lãnh chúa của làng Lút, nhưng thấy con chim Firo có vẻ hào hứng với cuộc đua nên cậu ấy đành phải đồng ý tham gia. Motorasu đã mở lời chê bai Firo nên nó đã sút cho hắn ta một cái sấp mặt luôn. Và khi cuộc thi vừa mới bắt đầu thì Firo đã cho con rồng của Motorasu hít bụi ngập mặt, nhưng Men lại cho binh lính bí mật sử dụng phép thuật để quấy phá Lão Fumi cùng với Firo. Tuy nhiên, với sức mạnh vượt trội của mình thì Firo vẫn dễ dàng vươn lên trước con rồng của Motorasu, và Lão Fumi đã sử dụng khiên không khí để lập những cái bẫy do binh lính của Men tạo ra, cho nên Firo đã thành công chạm tới được vạch đích vào những phút cuối cùng của cuộc đua. Ngay khi cuộc đua vừa mới kết thúc thì Firo đột nhiên biến thành một con chim béo ú, và Motorasu cùng với Men đành phải uất ức rời đi trong thất bại. Người dân của ngôi làng rất biết ơn Lão Fumi vì đã giúp bọn họ đuổi hai kẻ tham lam kia đi, và bọn họ đã tặng cho Lão Fumi một cái xe kéo khi biết Firo rất thích cái xe đó. Raptalia đã bị say xe do chưa quen với việc ngồi trên xe như vậy, cho nên bọn họ đã dừng chân lại trên đường để cho cô ấy được nghỉ ngơi, và sáng hôm sau bọn họ hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Firo đã biến thành một cô bé xinh xắn. Sau khi đưa Firo tới gặp tên buôn nô lệ thì mọi người biết được cô bé chính là nữ hoàng của loài chim Firorio. Nhưng cứ mỗi lần biến hình mà cô bé cứ bay hết đồ thì sớm muộn gì Lão Fumi cũng sẽ phá sản, cho nên ông chú thợ rèn đã giới thiệu cậu ấy tới một tiệm may trong thành phố để mua quần áo cho cô bé. Để may được một bộ đồ không bị rách khi biến hình thì bọn họ cần phải có được chỉ ma thuật, và một bà phù thủy cho biết rằng bọn họ cần phải có đám ma thuật thì mới làm được chỉ ma thuật, nhưng hiện giờ trong thành phố lại chẳng có lấy một chút đám ma thuật nào nữa cả. Nhóm Lão Fumi đành phải tiếp tục lên đường đi cày cấp trong khi chờ bà phù thủy kiếm đám ma thuật. Và trên đường đi thì Lão Fumi đã gặp một người đàn ông đang có bà mẹ già bị bệnh ốm nặng, nên cậu ấy đã đi tới nhà của anh ta rồi tạo ra một loại thuốc chất lượng cao để cứu sống bà mẹ. Lão Fumi đã bắt người đàn ông phải trả công cho mình bằng một ít thực phẩm thay vì tiền, và trên chuyến hành trình của mình thì cậu ấy cũng đã cứu sống được rất nhiều người bệnh khác. Lão Fumi đã cho một tay buôn bán trang sức đi nhờ xe của cậu ấy, và một nhóm đạo tặc đã chặn chiếc xe của mọi người lại hòng chấn lột tiền bạc của bọn họ. Nhưng với phép thuật tàng hình của Raptalia cộng thêm phong thuật của Firo thì bọn cướp đã nhanh chóng bị đánh bại. Lão Fumi không muốn bắt bọn cướp lại mà cậu ấy đã đòi bọn chúng phải trả tiền bồi thường, cho nên cậu ấy đã đi tới xào huyệt của bọn cướp rồi vơ vét hết kho báu của chúng. Ông thương gia cảm thấy rất thích thú trước cách làm việc thực tế của Lão Fumi, cho nên ông ta đã truyền lại cho Lão Fumi kỹ năng chế tác đá quý để tạo ra được những trang sức đắt tiền. Thậm chí ông ta còn giới thiệu lại cho cậu ấy những mối quan hệ làm ăn lâu dài khác nữa.
Naofumi đã tìm được một mỏ đá ma thuật nhờ vào những mối quan hệ của ông thương gia, cho nên cậu ấy đã dẫn bà phù thủy đi cùng mình tìm đá ma thuật để làm quần áo cho Firo. Khi đi tới cuối khu hầm mỏ thì bọn họ đã đụng độ phải một con chimera còn sót lại từ làn sóng, và Naofumi đã sử dụng một chiếc khiên rơi rồi phát ra âm thanh cực lớn để phá nát hai tai của nó. Nhân cơ hội đó, bà phù thủy cùng với Raptalia đã lao lên tung đòn kết liễu con chimera đó, và bọn họ cuối cùng cũng đã thành công tìm được loại đá ma thuật dùng để may đồ cho Firo. Bà phù thủy đã hướng dẫn Firo tạo ra chỉ ma thuật từ lượng đá ma thuật mà bọn họ tìm được, nên chị thợ may đã có thể làm ra được một cái váy ma thuật không bị rách khi biến hình cho Firo. Nhưng khi nhìn thấy cô bé dễ thương như thế này thì Raptalia lại tỏ vẻ hết sức ghen tị. Ông thương gia đã giao cho Naofumi một nhiệm vụ, đó là đi giao một số lượng lớn thuốc diệt thực vật, bởi vì nơi mà cậu ấy đến giao thuốc hiện đang bị một đám dây leo khổng lồ xâm chiếm. Người dân ở đây đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không diệt được đám dây leo, và đám dây leo đó thậm chí còn có thể ký sinh lên cơ thể của những người sống, cho nên Naofumi đã nâng cấp thuốc diệt thực vật rồi sử dụng chúng để loại bỏ đám dây leo ký sinh đó. Hóa ra, ngôi làng này trước đây đã từng rơi vào nạn đói trong một khoảng thời gian dài, và chính Motorasu là người đã đưa cho bọn họ hạt giống của một loại cây ăn quả để cứu đói. Nhưng hắn ta lại không biết loại hạt này lại có thể phát triển với tốc độ kinh khủng tới như vậy. Nhóm bọn họ đã tìm thấy được một cái cây chính là nơi bắt nguồn của đám dây leo kỳ dị kia, cho nên Raptalia cùng với Firo đã ngay lập tức lao lên để chiến đấu với cái cây ma quỷ đó. Nhưng bọn họ càng tấn công bao nhiêu thì nó lại tự hồi phục lại cơ thể của mình bấy nhiêu, thậm chí sau khi bị đổ thuốc diệt thực vật lên thì nó vẫn có thể nhanh chóng hồi phục trở lại. Tuy nhiên, Naofumi đã thử sử dụng kỹ năng nâng cấp thuốc lên thuốc diệt thực vật, và chỉ cần đổ một lọ thuốc đã được nâng cấp vào dưới gốc thì cái cây đó liền chết ngay lập tức. Naofumi đã nói hai cô gái nhặt đống quả của cái cây lại để phòng trường hợp nó tiếp tục sinh sôi nảy nở, nhưng hai con nhỏ này lại tranh giành với nhau xem ai là người nhặt được nhiều quả hơn. Naofumi đã sử dụng kỹ năng biến đổi thực vật để chỉnh sửa các thông số của loại cây này, và cậu ấy đã thành công hạn chế được sự phát triển của nó đồng thời tăng năng suất ra quả. Cho nên người dân bây giờ hoàn toàn có thể trồng loại thực vật này để làm cây lương thực. Naofumi lại được ông thương gia giao cho nhiệm vụ vận chuyển hàng tới một khu suối nước nóng, và nhìn mặt của hai con nhỏ này là biết chúng nó đang rất muốn được tắm suối nước nóng, cho nên Naofumi quyết định là cả nhóm bọn họ sẽ ở lại đây một ngày để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Raptalia lại cảm thấy rất bực mình khi Firo lúc nào cũng liên tục bám dính lấy Naofumi, và Raptalia lo lắng rằng nếu như cô ấy không làm gì thì Naofumi sẽ bị Firo giật mất. Tối hôm đó, Raptalia quyết định là sẽ đi vào rừng rồi tìm kiếm một loại pha lê quý hiếm để làm quà tặng cho Naofumi, nhưng không ngờ là con nhỏ Firo cũng biết được chuyện đó nên đã bám theo cô ấy. Ngay sau đó, hai người bọn họ đã nhìn thấy được một cục pha lê đang nằm bên trong một cái tổ chim, nhưng con lợn rừng đột nhiên xuất hiện rồi lao tới húc bay cả cái tổ cùng với cục pha lê đi mất, cho nên hai cô gái đã tức giận làm thịt luôn con lợn rừng đó rồi vác xác nó quay trở về làng. Bọn họ không ngờ rằng con lợn này lại có giá rất cao vì thịt của nó được dùng trong nghi lễ của dân làng, và bọn họ đã bán con lợn đó rồi lấy tiền mua cho Naofumi một cái búa dùng để chế tác đá quý. Nhóm Naofumi đã đi tới được một ngôi làng trông có vẻ đang bị dính phải dịch bệnh, và khi được nhờ vả thì cậu ấy đã điều chế thuốc rồi chữa trị cho người dân ở trong làng. Hóa ra, anh hùng kiếm gen đã từng tới tiêu diệt một con rồng ở trên ngọn núi nằm sau ngôi làng. Nhưng sau khi tiêu diệt con rồng xong thì gen lại không dọn xác chết của nó đi chỗ khác, cho nên cái xác đã trở nên thối rữa rồi tỏa ra khí độc bay đi khắp cả ngôi làng này. Tuy nhiên, người dân lại không thể đi tới chỗ cái xác của con rồng vì nơi đó có rất nhiều quái vật, và bọn họ đã gửi thư cầu cứu tới những anh hùng khác nhưng hiện giờ vẫn chưa thấy ai tới cả. Naofumi cùng với hai cô gái đã ngay lập tức đi lên trên núi để xử lý đống xác của con rồng, và nhờ có tấm khiên của Naofumi nên chất độc không có ảnh hưởng gì lên người bọn họ. Nhưng khi đi tới nơi thì bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện ra con rồng lúc này đã biến thành một con zombie. Naofumi cảm thấy con rồng zombie này khá là nguy hiểm nên cậu ấy quyết định là sẽ rút lui, nhưng con nhỏ Firo lại đột nhiên lao lên tấn công con rồng ngay khi vừa nhìn thấy nó. Con rồng đã phun một làn hơi độc về phía Naofumi cùng với Raptalia, và với nồng độ chất độc cao như thế này thì cái khiên của Naofumi cũng không thể chặn hết được. Đang đánh xung thì Firo lại bị con rồng nuốt thẳng vào bụng do không chú ý, và Naofumi cùng với Raptalia nghĩ rằng cô bé có thể đã chết sau khi bị con rồng nuốt vào bụng, cho nên Naofumi đột nhiên nổi cơn thịnh nộ rồi thức tỉnh được một kỹ năng có tên là khiên cuồng nộ. Tuy nhiên, vừa mới kích hoạt khiên cuồng nộ thì Naofumi lại không thể kiểm soát được lý trí của bản thân, và những đòn tấn công của con rồng không hề có tác dụng gì đối với cậu ấy cả, chưa kể nó còn bị ngọn lửa từ tấm khiên thiêu cháy một cách cực kỳ đau đớn. Raptalia đã cố gắng cất tiếng gọi Naofumi để giúp cho cậu ấy lấy lại được ý thức của bản thân, nhưng tấm khiên cuồng nộ của cậu ấy đã vô tình khiến cho Raptalia bị thương khá nặng. Ngay sau đó, con rồng zombie kia đột nhiên ngã gục xuống không động đậy một chút gì nữa, và hóa ra là Firo đã cố gắng đâm thủng bụng của con rồng để tìm đường chui ra ngoài. Sau khi xử lý xác của con rồng thì không khí xung quanh ngôi làng đã trở lại như bình thường, nhưng Raptalia đã bị nhiễm phải một lời nguyền khá nặng do cái khiên cuồng nộ tạo ra. Và cách duy nhất để chữa trị cho cô ấy chính là sử dụng nước thánh được lấy từ các nhà thờ lớn.
Nào Fumi cho rằng việc Raptalia bị thương chính là do lỗi của cậu ấy, nhưng Raptalia lại không hề trách móc cậu ấy một lời nào cả. Firo đã đưa cho Nào Fumi một viên ngọc mà cô bé lấy được từ trong bụng của con rồng, và khi bỏ viên ngọc vào khiên thì Nào Fumi đã mở khóa được một số kỹ năng của con rồng đó. Đang trên đường trở về thủ đô thì nhóm Nào Fumi đột nhiên nhìn thấy một cô bé đang chơi với mấy con chim Firori, và cô bé đó đã hết sức vui mừng khi được gặp một con chim biết nói như Firo. Cô bé có tên là Melty này cực kỳ yêu thích loài chim Firorio, cho nên Melty đã có thể nhanh chóng kết bạn với Firo ngay khi hai đứa vừa mới gặp mặt. Tuy nhiên, do mải chơi với mấy con chim Firorio nên Melty đã bị lạc khỏi đoàn tùy tùng của mình, và khi biết Melty cũng đang trên đường trở về thủ đô thì Nào Fumi đã đồng ý cho cô bé đi nhờ xe. Sáng hôm sau, Nào Fumi cùng với mọi người đã bắt đầu xuất phát để quay trở lại thủ đô của Merumak, và bọn họ đã có một chuyến đi cực kỳ vui vẻ sau khi có thêm Melty gia nhập vào nhóm. Vài ngày sau, mọi người cuối cùng cũng đã quay trở lại được thủ đô của vương quốc Merumak, và Nào Fumi đã nói Firo hộ tống Melty trở về nhà nhưng cũng không quên dặn lời tiền thưởng. Trong khi đó, Nào Fumi cùng với Raptalia đã đi tới nhà thờ của thành phố để mua nước thánh giải lời nguyền, và bọn chúng chỉ tôn thờ ba anh hùng dùng vũ khí chứ không hề tôn thờ anh hùng khiên, cho nên bọn chúng đã bắt Nào Fumi phải mua một lọ nước thánh với cái giá cực kỳ cắt cổ. Ngay sau đó, đang đi một mình ngoài phố thì tên anh hùng giáo Motorasu lại đột nhiên tấn công Nào Fumi, và lần này hắn ta tới gây sự với Nào Fumi là để bắt cậu ấy phải thả tự do cho Firo, bởi vì hắn ta đã bị mái tóc vàng cùng với đôi cánh thiên thần của cô bé cuốn hút kể từ cái nhìn đầu tiên. Motorasu ngay lập tức lao lên tấn công Nào Fumi tới tấp bằng cây giáo của hắn ta, và cuộc chiến của bọn họ đã khiến cho khu chợ xung quanh cũng rơi vào hỗn loạn theo. Nhìn thấy vậy thì một người lính đã lao thẳng vào giữa cuộc chiến để ngăn hai người bọn họ lại, nhưng Mei lại đi tới rồi nói rằng cô ta cho phép Motorasu được chiến đấu với Nào Fumi. Tuy nhiên, Melty bỗng xuất hiện rồi yêu cầu hai anh hùng phải dừng cuộc chiến của bọn họ lại, bởi vì Melty chính là em gái của Mei đồng thời cũng là đệ nhị công chúa của vương quốc này, nhưng cô ấy lại là người được chọn để kế thừa ngôi vị nên có quyền lực lớn hơn bà chị của mình. Ngay sau đó, vừa mới nhìn thấy Firo thì Motorasu đã vội vàng lao tới tỏ ra quan tâm tới cô bé. Nhưng Firo lại chẳng ưa gì thằng cha này vì lần trước hắn ta đã gọi cô bé là con chim béo, cho nên Firo đã biến hình rồi sút cho hắn ta một phát vỡ hết cả bộ ấm chén luôn. Khi biết Nào Fumi chính là anh hùng khiên thì Melty đã đề nghị được nói chuyện riêng với cậu ấy, nhưng Nào Fumi lại tức giận không muốn nói chuyện với mấy đứa tới từ hoàng tộc như Melty, bởi vì chính lão vua cùng lũ hoàng tộc đã chà đạp Nào Fumi khi cậu ấy mới tới thế giới này. Thấy Nào Fumi không muốn nói chuyện với mình nên Melty đành phải lủi thủi quay về hoàng cung, và chính hoàng hậu đã ra lệnh cho Melty phải đi giải quyết mâu thuẫn giữa lão vua với Nào Fumi, còn trong khi đó thì bà ấy đang phải đi giải quyết một số vấn đề với các quốc gia khác. Firo đã liên tục thắc mắc không hiểu tại sao Nào Fumi lại căm ghét Melty tới như vậy, nhưng cậu ấy lại chỉ nhẹ nhàng nói rằng cấm từ nay không cho Firo chơi với con nhỏ đó nữa. Một toán binh sĩ đã đi tới gặp Nào Fumi để xin được chiến đấu cùng với cậu ấy trong làn sóng sắp tới, bởi vì bọn họ chính là người dân làng Lút đã từng được cậu ấy bảo vệ trong làn sóng lần trước. Tuy nhiên, Nào Fumi lúc này lại chẳng thể tin tưởng được bất kỳ một đứa nào cả, nên cậu ấy đã bắt bọn họ phải mua một cái vòng rẻ tiền với giá 150 đồng bạc thì mới cho đi theo. Và không biết từ khi nào mà tiệm rèn của ông chú đầu chọc đã trở thành khu căn cứ của cậu ấy. Nào Fumi đột nhiên thắc mắc rằng khi đạt tới cấp độ 40 thì cậu ấy không thể lên cấp được nữa, và ông chú đầu chọc cho biết rằng bọn họ cần phải tới Long Thời Kế để tăng giới hạn cấp độ, chỉ có như vậy thì nhóm của bọn họ mới có thể tiếp tục lên cấp được. Tuy nhiên, đám nhà thờ lại không muốn tăng giới hạn cấp độ cho Nào Fumi cùng với đồng đội của cậu ấy, bởi vì lão vua đã truyền thánh chỉ xuống cấm nhà thờ không được phép giúp tổ đội của anh hùng khiên. Nào Fumi đành phải tới chỗ của gã buôn nô lệ để hỏi xem có cách nào khác để tăng giới hạn cấp độ hay không, và hắn ta đã cho biết rằng cậu ấy có thể tìm tới những nơi khác có Long Thời Kế để làm điều đó. Trên thế giới này có rất nhiều quốc gia sở hữu Long Thời Kế chứ không chỉ có mỗi Merumak, thậm chí tại một số quốc gia Á nhân còn rất tôn sùng anh hùng khiên chứ không như ở nơi này. Gã buôn nô lệ đã bán cho Nào Fumi hai cái móng vuốt sắt để cậu ấy trang bị cho Firo, và nhờ có nước thánh nên lời nguyền trên người của Raptalia cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Raptalia luôn lo lắng rằng Nào Fumi sẽ quay trở về thế giới của mình khi các làn sóng bị ngăn chặn, nên Raptalia đã cầu xin được đi theo Nào Fumi nếu như cậu ấy có trở về thế giới của mình thật. Nhưng Firo lại đột nhiên tỉnh dậy rồi tố cáo rằng Nào Fumi cùng với Raptalia đang tán tỉnh nhau. Vài ngày sau, những người lính trước đây đều đã gom đủ tiền để xin được đi theo hỗ trợ cho Nào Fumi, nhưng cậu ấy lại nói bọn họ dùng số tiền đó để tự nâng cấp trang bị cho bản thân. Làn sóng tiếp theo sẽ xảy ra trong vòng chưa đầy 24 tiếng nữa, nên Nào Fumi lại mượn tiệm rèn của ông chú đầu chọc để làm phòng họp bàn chiến lược cho đội của mình. Sáng hôm sau, ông chú đầu chọc đã chuẩn bị một đống thuốc hồi phục cùng với vũ khí cho tổ đội của Nào Fumi, và tất cả bọn họ đều đã được dịch chuyển tới nơi làn sóng diễn ra ngay sau đó. Nào Fumi đột nhiên nhìn thấy bà lão được mình cứu sống trước đây cũng đang đánh nhau với quái vật, bởi vì hồi còn trẻ bà ấy vốn là một mạo hiểm giả nên đám quái vật này chả là cái gì đối với bà cả. Khi người dân đã tới nơi an toàn thì Nào Fumi quyết định là sẽ đi giúp ba tên anh hùng kia đánh boss,
còn nhóm binh sĩ cùng với bà lão sẽ tiếp tục ở lại ngôi làng để chiến đấu với bọn quái vật. Naofumi đã bay lên một con tàu cướp biển khi biết mấy tên anh hùng khác đang chiến đấu ở đó, nhưng cả bọn lại đang tranh cãi bởi vì từ nãy tới giờ bọn họ vẫn chưa tìm thấy con Soul Eater. Và nếu như không tiêu diệt được con Soul Eater đó thì làn sóng này sẽ không bao giờ dừng lại. Tuy nhiên, Naofumi chợt phát hiện ra con Soul Eater đang lẩn trốn trong bóng của bọn quái vật tôm tép, nên cậu ấy đã nói Raptalia sử dụng quang thuật rồi dùng kiếm đâm vào bóng của bọn chúng, và con Soul Eater đã nhanh chóng chui ra khỏi những cái bóng đó rồi từ từ hiện nguyên hình. Cả ba tên anh hùng kia đã liên tục tung ra những đòn mạnh mẽ nhất để tấn công con Soul Eater, nhưng những đòn tấn công của bọn chúng chẳng khác gì đang gãi ngứa cho nó cả, và nó chỉ mới bắn ra một quả cầu năng lượng mà đã khiến cho bọn chúng nằm lăn ra đất hết. Tuy nhiên, tổ đội của Naofumi vẫn đang đứng vững do team có thằng đỡ đòn quá trâu bò, và Raptalia cùng với Firo đã phối hợp với nhau để tấn công con Soul Eater, nhưng do da của con quái vật quá dày nên bọn họ không tài nào đánh cho nó bị thương được. Không còn cách nào khác nên Naofumi quyết định là cậu ấy sẽ sử dụng khiên cuồng nộ, và lần này chiếc khiên đã bao bọc xung quanh cơ thể của cậu ấy một bộ giáp sắt màu đen. Naofumi vẫn không thể điều khiển được tâm trí của mình giống như lần trước, nhưng khi nghe được những lời động viên của Raptalia thì cậu ấy đã lấy lại được lý trí của mình. Ngay sau đó, Naofumi đã sử dụng khiên ngục để giam giữ con quái vật lại rồi cho lao đâm khắp cơ thể nó. Rồi cậu ấy đã triệu hồi từ trên bầu trời một cái lồng sắt khổng lồ có rất đầy gai ở phía bên trong, và con quái vật đã bị cái lồng sắt khổng lồ của cậu ấy dập cho một phát nát bét luôn. Mấy tên anh hùng khác đã hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy sức mạnh thực sự của Naofumi, nhưng bọn chúng lại cho rằng có khi cậu ấy đang sử dụng hack giống như trong game. Đang tưởng rằng cuộc chiến đã kết thúc thì một con Soul Eater nữa lại xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng một loạt mũi tên ma thuật đột nhiên bắn về phía con quái vật khiến cho nó chết trong vòng một nốt nhạc. Người vừa tạo ra loạt mưa tên đó chính là một cô gái có tên là Glass, và khi được hỏi thì Glass chỉ tiết lộ rằng mình chính là kẻ thù của các anh hùng ở đây. Sau khi chứng kiến trận chiến của các anh hùng thì Glass chỉ công nhận sức mạnh của Naofumi mà thôi, còn những tên anh hùng khác thì cô ta chỉ coi như là lũ ruồi bọ, và cô ta chỉ cần vẩy tay nhẹ một cái là đã có thể dễ dàng thổi bay được tất cả bọn chúng. Naofumi cùng với hai cô gái cũng đã sử dụng đủ mọi tuyệt chiêu để cố gắng tấn công Glass, nhưng cô ta dường như thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác so với tất cả những người ở đây. Naofumi đành phải sử dụng khiên cuồng nộ để đánh với Glass như là biện pháp cuối cùng, và cậu ấy đã nhốt Glass vào khiên ngục rồi triệu hồi cái lồng sắt ra để nghiền nát cô ta, nhưng cô ta đã dễ dàng phá vỡ được cái khiên ngục cùng với cái lồng sắt của cậu ấy. Thấy đánh không lại nên Naofumi đã nói Raptalia sử dụng quang thuật để làm Glass chói mắt, và cậu ấy cùng với Raptalia đã nhảy lên lưng của Firo rồi chạy khỏi con thuyền ngay lập tức. Từ trên con thuyền thì Glass vẫn cố gắng bắn những tia năng lượng về phía bọn họ, nhưng Naofumi đã thành công chặn được hết những đòn tấn công của cô ta lại. Thấy không dễ gì tiêu diệt được Naofumi nên Glass đã chấp nhận rút lui khỏi chiến trường, và làn sóng cũng đã nhanh chóng biến mất ngay sau khi cô ta rời đi. Người dân lại có thể tiếp tục vui vẻ sinh sống vì nhờ có Naofumi đẩy lui được làn sóng lần này, nhưng Naofumi lại cảm thấy lo lắng sau sự xuất hiện của một kẻ địch mạnh mẽ như Glass. Lão vua cũng đã biết được sức mạnh mới của Naofumi nhờ quan sát qua một quả cầu pha lê, và lão ta đã cho binh lính bao vây lấy Naofumi rồi bắt cậu ấy phải khai ra thứ sức mạnh đó là gì, nhưng với sức mạnh hiện giờ của mình thì cậu ấy chẳng ngán bố con thằng nào cả. Ngay sau khi Naofumi rời đi thì Melty đã đi vào trong để khuyên lão vua làm hòa với cậu ấy, và mặc dù rất nuông chiều con gái nhưng riêng việc này thì lão ta nhất định không làm theo. Ngày hôm sau, nhóm của Naofumi đã lên đường đi sang quốc gia khác để tìm cách tăng giới hạn cấp độ, và ông chú đầu chọc đã chuẩn bị cho Raptalia một thanh kiếm sử dụng ma pháp, còn Firo thì được một đôi găng tay có khả năng tăng sức mạnh của người sử dụng lên gấp 100 lần. Ngay sau đó, Melty đột nhiên xuất hiện rồi bắt Naofumi phải quay về làm hòa với nhà vua, và khi bị Naofumi từ chối thì cô bé đã tức giận tới mức suýt nữa thì phát khóc luôn, nhưng Naofumi chợt phát hiện ra một tên lính đang lao tới rồi dùng kiếm để tấn công cô ấy. Toàn bộ binh lính đi theo hộ vệ bỗng dưng lao lên đòi tấn công Melty, nhưng may mắn là Naofumi cùng với mọi người đã đánh bại được bọn chúng để bảo vệ cho cô ấy. Tuy nhiên, khi trở về thủ đô thì bọn chúng lại loan tin rằng Naofumi đã bắt cóc công chúa Melty, cho nên cả nhóm bọn họ đều đã bị dán lệnh truy nã ở khắp mọi nơi trong vương quốc. Melty nghi ngờ rằng chính bọn giáo phái Tam Đại Anh Hùng là kẻ đứng sau những chuyện này, bởi vì bọn chúng chỉ tôn thờ ba anh hùng sử dụng vũ khí chứ không hề tôn thờ anh hùng khiên, và có thể chính mình cũng đã đang tìm cách hại chết Melty để hòng cướp ngôi của cô ấy. Naofumi đã đề nghị Melty đi cùng với nhóm của mình để có thể giữ an toàn cho cô ấy, và do đang bị truy nã ở khắp mọi nơi nên bọn họ sẽ không thể đi lại bằng cỗ xe kéo được nữa. Tối hôm đó, Melty cho biết rằng thực ra vương quốc Meromach là một quốc gia đi theo hệ thống mẫu hệ, cho nên toàn bộ quyền điều hành đất nước đều nằm trong tay của nữ hoàng hết. Ngay sau đó, đang tìm cách trốn khỏi Meromach thì bọn họ đã bị nhóm ba tên anh hùng kia phát hiện ra. Và Melty đã cố gắng giải thích cho mọi người biết rằng chính Naofumi đang bảo vệ cho cô ấy, nhưng Mel đột nhiên xuất hiện rồi nói rằng Melty đã bị tẩy não bởi cái khiên của Naofumi. Tuy nhiên, Naofumi đã tố cáo Mel đang cố gắng hãm hại Melty để hòng cướp ngôi của cô ấy, cho nên Naofumi không thể nào giao lại cô ấy vào tay của con à Mel được. Ngay sau đó,
Mọi người đã nhảy lên lưng của Firo để trốn thoát khỏi sự truy bắt của Mên, nhưng Motorazu đã ném một cái vòng vào chân Firo khiến cho cô bé phải trở lại thành người, và thằng này hiện đang bị mắc phải căn bệnh cuồng loli cực kỳ nặng. Mên đã uống nước tăng lực rồi liên tục bắn cầu lửa về phía mọi người hòng giết chết Melty, và khi chứng kiến chuyện đó thì Zen cùng với Itsuki đã nhận ra được bộ mặt thật của cô ta. Tuy nhiên, Raptalia đã dùng phép tàng hình rồi đâm lén con ả Mên từ sau lưng bằng thanh kiếm ma thuật, còn Firo thì đeo chiếc găng tay tăng đam của mình vào rồi đấm bay Motorazu đi chỗ khác luôn. Thấy đám binh lính xông lên thì Naofumi đã sử dụng khiên phẫn nộ để đánh sập toàn bộ lối đi, và trước khi dẫn mọi người rời khỏi đó thì Naofumi đã nói Zen đi điều tra giáo phái Tam Đại Anh Hùng. Khi tới được nơi an toàn thì bọn họ đã gặp được một nữ gián điệp do nữ hoàng cử tới, và nữ hoàng đã gửi tin rằng bà ấy muốn được gặp mặt để nói chuyện trực tiếp với Naofumi. Melty cũng ngượng ngùng cảm ơn Naofumi vì hồi nãy đã ra tay cứu giúp cô ấy, nhưng Raptalia lại tỏ ra có đôi chút ghen tị khi nhìn thấy điều đó. Nhóm bọn họ cần phải đi sang được biên giới phía tây để đi gặp nữ hoàng, nhưng mọi ngả đường dẫn ra khỏi vương quốc này đều đã bị quân đội chặn lại. Mọi người đã đi tới lãnh thổ của các á nhân do một người bạn của Melty cai trị, và vị lãnh chúa này đối xử với các á nhân rất tốt, không giống như những nơi khác trong vương quốc. Raptalia nhớ lại rằng trước đây đã từng có một vị lãnh chúa tốt bụng cai trị ngôi làng của cô ấy, nhưng vị lãnh chúa đó đã đen đủi qua đời trong làn sóng đầu tiên, và một tên lãnh chúa độc ác khác đã cử quân tới bắt cả làng cô ấy về làm nô lệ cho hắn ta. Ngay sau đó, lãnh chúa của vùng đất này cũng như là bạn của Melty có tên là Van đột nhiên xuất hiện, và anh ta đã mời tất cả mọi người vào trong dinh thự của mình để nghỉ ngơi, nhưng Naofumi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng rằng gã này là một người tốt. Van cảm thấy Melty không còn hành xử nghiêm trang như trước đây nữa, và sau khi đi với Naofumi thì cô ấy đã bắt đầu trở nên nhõng nhẽo như một đứa con nít. Tuy nhiên, Firo lại rất thích con người của Melty như bây giờ. Cô bé thậm chí còn xúi Melty đi cưa đổ Naofumi luôn. Sáng hôm sau, một toán lính của tên lãnh chúa vùng lân cận đã tới bắt Van rồi giải anh ta đi, bởi vì tên lãnh chúa đó nghe được tin rằng Van đang cố tình che giấu tổ đội của khiên hiệp sĩ. Trong khi nhóm Naofumi đang phải lần trốn thì Melty đã xuất hiện để yêu cầu bọn chúng lui binh, và một tên lãnh chúa có tên là Idol đã nhanh chóng đi tới để nói chuyện với cô ấy, nhưng có vẻ như Raptalia đã cảm thấy cực kỳ tức giận ngay khi nhìn thấy hắn ta. Melty đã đồng ý đi về dinh thự của Idol với hy vọng có thể giúp cho mọi người trốn thoát được, nhưng Naofumi lại quyết định là bọn họ sẽ tấn công vào dinh thự của hắn ta để giải cứu cho cô ấy. Tối hôm đó, có rất nhiều á nhân đã tập trung bên ngoài dinh thự của Idol để đòi hắn ta thả lãnh chúa Van ra, và nhóm của Naofumi đã nhân cơ hội mọi thứ đang hỗn loạn để đột nhập vào căn dinh thự, nhưng Raptalia đã nhớ lại những quá khứ đen tối của bản thân ngay khi đặt chân tới nơi này. Trong khi đó, Idol đang dồn Melty vào một góc để tìm cách hãm hại cô ấy, nhưng mọi người đã có mặt kịp thời để ngăn hành động của tên lãnh chúa độc ác đó lại, và Naofumi đã sử dụng khiên không khí để tách hắn ta ra khỏi người Melty. Raptalia đã từ từ đi lại chỗ của Idol mặc cho hắn có dùng roi đánh cô ấy như thế nào đi nữa, nhưng cô ấy đột nhiên dùng thanh kiếm của mình chém bay luôn cái roi nằm trên tay hắn ta. Hóa ra tên lãnh chúa Idol này đã từng bắt Raptalia cùng với bạn bè của cô ấy lại để làm nô lệ, và khi nhìn thấy Raptalia tỏ ra tức giận thì hắn ta đã hoảng sợ quỳ rụp xuống. Tuy nhiên, Idol đã nhân lúc Raptalia không để ý rồi lao lên tấn công cô ấy, nhưng cô ấy đã rút thanh kiếm ma thuật ra đâm một nhát khiến cho hắn ta rơi khỏi cửa sổ luôn. Ngay sau đó, Raptalia đã dẫn mọi người đi tới nhà lao mà Idol đã từng giam giữ cô ấy cùng với bạn bè, và cô ấy đã nhớ lại thời điểm mà ngôi làng của mình vừa mới trải qua đợt làn sóng đầu tiên. Lúc đó mặc dù vừa mới mất đi cha mẹ nhưng Raptalia vẫn cố gắng động viên mọi người xây dựng lại ngôi làng, nhưng đám binh sĩ của Idol đột nhiên xuất hiện rồi bắt người dân trong ngôi làng về làm nô lệ. Raptalia đã bị giam cùng phòng với cô bạn thân của mình có tên là Rifana, và Rifana luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó khiên hiệp sĩ sẽ tới cứu cô bé. Một thời gian sau, Raptalia đã bị Idol bán lại cho tay buôn nô lệ, còn Rifana thì bị hắn ta giữ lại làm đồ chơi, cho nên Raptalia lại là người may mắn gặp được khiên hiệp sĩ Naofumi. Khi đi vào bên trong thì nhóm Naofumi phát hiện ra vẫn còn rất nhiều á nhân đang còn sống, cho nên bọn họ đã nhanh chóng dùng phép trị thương để cứu chữa cho những người đó. Raptalia đã vô tình cứu được một cậu bạn cùng làng của mình trước đây có tên là Q, và khi nhìn thấy Raptalia đã lớn phồng lên như thế này khiến cho Q hết sức kinh ngạc, nhưng cậu ấy còn tỏ ra vui mừng hơn nữa khi được đích thân khiên hiệp sĩ chữa trị vết thương. Khi biết được nơi giam giữ của Rifana thì Raptalia đã ngay lập tức chạy đi tìm cô ấy, nhưng vừa chạy tới nơi thì Raptalia đã phát hiện ra cô ấy lúc này chỉ còn là một đống xương khô. Raptalia đã đau khổ nhớ lại rằng ước mơ của Rifana chính là được gặp mặt rồi kết hôn với anh hùng khiên, cho nên linh hồn của Rifana đã hiện về rồi tỏ vẻ ghen tị khi nhìn thấy Raptalia được đi cùng với Naofumi. Ngay sau đó, mọi người đã đưa Kyu cùng với những á nhân khác thoát khỏi nhà lao của Idol, nhưng bọn họ lại nhìn thấy hắn ta đang cố giải phong ấn cho một con quái vật nằm ở giữa sân. Và con quái vật đó nguy hiểm tới mức các vị anh hùng cổ xưa đã phải phong ấn nó lại chỗ này. Idol đang tưởng rằng hắn ta có thể điều khiển con rồng để tấn công mọi người, nhưng nó đã ngay lập tức đạp cho hắn ta một cái dẹp lép luôn. Con rồng đã điên cuồng tàn phá toàn bộ khuôn viên căn dinh thự của Idol, và Naofumi đã nói Van đưa những á nhân đang bị thương chạy trốn cùng với anh ta,
Còn nhóm của Náo Phúc Mi thì sẽ tìm cách để kéo con rồng đi ra khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nhóm Náo Phúc Mi đã dẫn con rồng chạy ra khỏi khu vực dân cư nằm trong vùng lãnh thổ của idol và vừa mới nhìn thấy nó thì toàn bộ người dân đã tỏ ra hết sức là hoảng sợ. Bọn họ đã phải dừng lại ngay khi chạy tới một cái hồ nằm sâu ở bên trong rừng và Náo Phúc Mi đã phải tạo ra một chiếc khiên không khí để chặn đòn tấn công của nó lại. Mọi người đã liên tục tung những đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình về phía con rồng, nhưng lớp da của nó cứng như sắt thép nên những đòn tấn công đó không hề có tác dụng. Một đàn Furorio từ đâu đột nhiên chạy ra bao vây lấy con rồng lại, và Náo Phúc Mi đang tính sử dụng khiên cuồng nộ để chiến đấu thì lại bị thứ gì đó ngăn cản. Ngay sau đó, từ dưới hồ nước bỗng trồi lên một con Furorio béo ú như Firo nhưng kích thước lại lớn hơn rất nhiều, và mọi người đã dễ dàng nhận ra con chim béo ú này chính là nữ hoàng chim Furorio. Con rồng vừa lao lên tấn công thì nữ hoàng Furorio chỉ cần tung một đá là đã có thể đẩy lui được nó. Thậm chí dù nó có phun lửa cũng không thể xuyên qua được lớp lá chắn của cô ấy. Và cô ấy đã lao lên với tốc độ chóng mặt rồi tiêu diệt nó chỉ trong một cái nháy mắt. Sau khi đánh bại con rồng thì nữ hoàng Furorio đã biến thành một cô gái có tên là Victoria. Và nếu như Firo sau này cũng to như vậy thì chắc là Náo Phúc Mi cũng không thể nuôi nổi. Victoria đã cảnh báo Náo Phúc Mi về tác hại của việc sử dụng khiên cuồng nộ, bởi vì lời nguyền từ khiên cuồng nộ sẽ dần dần giết chết Náo Phúc Mi mỗi khi cậu ấy sử dụng nó. Ngay sau đó, Victoria đã đưa tất cả mọi người về thánh địa của loài chim Furorio để nghỉ ngơi và Náo Phúc Mi đã dùng thịt rồng để nấu một bữa cực kỳ thịnh soạn cho mọi người cùng đám Furorio ăn. Đêm hôm đó, Victoria cho Náo Phúc Mi biết rằng Firo chính là ứng cử viên trở thành nữ hoàng để thay thế cô ấy và Firo có thể trở thành ứng cử viên như vậy là do cô bé đã được nuôi dưỡng bởi một anh hùng. Victoria còn trách móc việc các anh hùng chỉ chiến đấu với làn sóng xuất hiện tại vương quốc Melromark bởi vì làn sóng không chỉ xuất hiện ở Melromark mà còn xuất hiện tại nhiều quốc gia khác. Victoria cũng mong muốn các anh hùng sẽ đoàn kết lại để cứu lấy thế giới này và đó cũng chính là ước nguyện của vị anh hùng đã nuôi dưỡng cô ấy từ hàng trăm năm trước. Sáng hôm sau, mọi người đang ngồi ăn sáng thì Victoria đột nhiên bắt giam Melty vào bên trong một cái lồng ma thuật của mình và cô ấy muốn sử dụng Melty làm con tin để ép Náo Phúc Mi phải làm hòa với các anh hùng khác. Tuy nhiên, Náo Phúc Mi lại kịch liệt phản đối bởi vì cậu ấy không thể nào làm hòa với mấy thằng kia được, cho nên Victoria đã đòi thủ tiêu các anh hùng hiện tại để triệu hồi ra những anh hùng mới. Náo Phúc Mi tin rằng tổ đội của cậu hoàn toàn có đủ khả năng để tự ngăn chặn làn sóng lại và khi nghe thấy vậy thì Victoria đã bắt Firo phải đánh với mình để chứng minh là cô bé đủ mạnh, nhưng bọn họ sẽ chiến đấu trong hình dạng con người chứ không phải hình dạng Furorio. Ngay sau đó, Victoria cùng với Firo đã có một trận đấu tay đôi cực kỳ ác liệt và kinh nghiệm chiến đấu cho tới chỉ số sức mạnh của Firo hoàn toàn thua kém hơn so với Victoria. Thấy Firo không có cơ hội chiến thắng nên Náo Phúc Mi đã cố gắng lẻn ra sau để giải thoát cho Melty. Nhưng Victoria đã phát hiện ra điều đó rồi sử dụng một đòn ma thuật để đả thương cậu ấy. Victoria nói rằng Firo hiện giờ quá yếu để có thể đi theo hỗ trợ cho Náo Phúc Mi ngăn chặn làn sóng, nên Firo quyết tâm là cô bé sẽ phải mạnh hơn nữa để trở thành một đầy tớ có ích cho Náo Phúc Mi. Và khi nhìn thấy Náo Phúc Mi động viên Firo thì Victoria đã vô tình nhớ lại người anh hùng đã nuôi cô ấy trước đây. Firo đã ngay lập tức lao lên rồi tạo ra một bộ móng vuốt ma thuật để tấn công Victoria. Và Firo đã phá vỡ được tấm lá chắn của Victoria rồi khiến cho khuôn mặt của cô ấy dính phải một vết xước. Sau khi chứng kiến sự quyết tâm của Firo thì Victoria đã công nhận sức mạnh của cô bé và Victoria cũng đã phá giải phép thuật để thả tự do cho Melty. Victoria đã đeo cho Firo một chiếc vương miện rồi công nhận rằng cô bé sẽ trở thành nữ hoàng Furorio trong tương lai. Nhưng chiếc vương miện đó đột nhiên biến thành một lọn tóc dựng đứng ở trên đầu của cô bé và nếu như trở nên mạnh hơn nữa thì cô bé sẽ có thêm nhiều lọn tóc khác như Victoria. Victoria cũng đưa cho Náo Phúc Mi một lọn tóc của mình để cậu ấy có thể bỏ nó vào tấm khiên. Và nhờ đó mà Náo Phúc Mi đã mở khóa được một đống kỹ năng liên quan tới loài chim Furorio. Tối hôm đó, Victoria đã khuyên Náo Phúc Mi là cậu ấy không nên tiếp tục sử dụng khiên cuồng nộ nữa. Nhưng cậu ấy lại cho rằng khiên cuồng nộ là thứ cần thiết để có thể ngăn chặn được làn sóng, cho nên Victoria đã giảm bớt tác dụng của lời nguyền trong trường hợp cậu ấy sử dụng tới nó. Ngay sau đó, Náo Phúc Mi đã hứa với Victoria rằng cậu ấy sẽ cố hết sức để giảng hòa với mấy tên anh hùng khác và Victoria đột nhiên cảm thấy muốn nằm lên chân của cậu ấy. Nên cậu ấy nhận ra rằng người đã nuôi lớn Victoria cũng là một anh hùng khiên như mình. Sáng hôm sau, Victoria đã đưa mọi người ra khỏi khu vực thánh địa bằng phép dịch chuyển của cô ấy và cô ấy cho biết rằng có một anh hùng đang trấn giữ tại vùng biên giới mà bọn họ sắp đi đến. Bọn họ có thể sẽ phải đi đường vòng để tránh phải đụng độ với tên anh hùng kia, nhưng Náo Phúc Mi cho rằng nếu như gặp được Zen hoặc Itsuki thì cậu ấy có thể đàm phán được, cho nên cậu ấy quyết định là cả nhóm vẫn sẽ đi qua cánh cổng biên giới đó. Tuy nhiên, tên anh hùng đang canh giữ biên giới lại chính là thằng ngáo Motorasu. Và vừa mới gặp thì tên cục xúc này đã đòi lôi giáo ra xuyên Náo Phúc Mi mà chẳng cần giải thích gì cả. Hóa ra Zen cùng với Itsuki đã bị một kẻ nào đó hãm hại trong khi đang đi làm nhiệm vụ và bọn nhà thờ Tam Đại Anh Hùng thông báo rằng chính Náo Phúc Mi là người đã lấy mạng bọn họ nên Motorasu quyết tâm là sẽ phải tiêu diệt được Náo Phúc Mi để trả thù cho bạn bè mình.
Nafumi đã cố gắng giải thích rằng cậu ấy không hề liên quan tới cái chết của hai người kia, nhưng khi bị Main bơm điều thì thằng này lại nổi tính sĩ gái nên giải thích cũng không được. Ngay sau đó, Main đã tạo ra một bức tường sét bao lấy xung quanh để ngăn không cho nhóm Nafumi chạy trốn. Và cô ta đã sử dụng ma thuật tạo ra một cơn mưa lửa để tấn công tất cả mọi người, nhưng Melty đã nhanh tay tạo ra một lá chắn bằng nước để chặn đòn tấn công của cô ta lại. Motorasu đã nói các thành viên trong nhóm chuyển hết ma lực vào ngọn giáo của hắn, và hắn ta đã bắn ra một đòn cực kỳ mạnh về phía của Nafumi hòng hạ gục cậu ấy, nhưng đòn kết hợp của chúng cũng không thể đốn hạ được đứa trâu bò như anh hùng khiên. Nafumi phát hiện ra cậu ấy cùng với các thành viên của mình cũng có thể tạo ra chiêu kết hợp, cho nên cậu ấy đã tạo ra một cái khiên Soul Eater để hút hết toàn bộ ma lực của Motorasu. Còn Raptalia thì tăng hình rồi chạy ra phía sau để hạ gục Main bằng một nhát chém duy nhất, tạo cơ hội cho Melty cùng với Firo tung ra một đòn kết hợp để hạ gục toàn bộ tổ đội của Motorasu. Ngay sau đó, Firo đột nhiên nói Nafumi sử dụng khiên cuồng nộ rồi tạo ra một đống lá chắn trên đầu mình. Và một luồng năng lượng khổng lồ xuất hiện từ trên bầu trời rồi bắn thẳng xuống đầu của mọi người, nhưng Nafumi đã thành công chặn được luồng năng lượng đó lại bằng tấm khiên cuồng nộ. Sau đòn tấn công vừa rồi thì mặt đất xung quanh mọi người đều đã bị nung chảy ra như dung nham, và kẻ vừa tấn công bọn họ chính là giáo hoàng Bamus của giáo phái Tam Đại Anh Hùng. Hóa ra, bọn người của giáo phái Tam Đại Anh Hùng chưa từng tin vào sức mạnh của các anh hùng, và giáo hoàng Bamus thực ra muốn lợi dụng niềm tin của người dân để chiếm lấy đất nước này, cho nên hắn ta quyết định là sẽ trừ khử hết cả 4 vị anh hùng cùng với gia đình hoàng tộc. Tên giáo hoàng lại tiếp tục tấn công mọi người bằng thanh kiếm vàng của hắn ta, nhưng Nafumi liền lao lên rồi đỡ được đòn tấn công của hắn ta lại, và hắn ta bỗng biến thanh kiếm của mình trở thành một ngọn giáo giống như của Motorasu. Melty nhận ra rằng thứ vũ khí mà Bamus đang cầm chính là bản sao của các thanh khí, và nó được tạo ra bởi chính con người khi cố gắng sao chép sức mạnh của các anh hùng, nhưng để sử dụng được nó thì cần phải liên tục cung cấp một nguồn ma lực khổng lồ. Bamus đã bắt toàn bộ các con chiên của giáo phái phải cung cấp sức mạnh cho thứ vũ khí đó, và bọn họ sẽ bị nó hút cạn ma lực cho tới khi nào kiệt sức thì thôi. Thằng Motorasu đột nhiên nổi máu anh hùng dâm đòi trừng phạt tên giáo hoàng Bamus, nhưng những đòn tấn công của Motorasu không thể nào phá vỡ được tấm lá chắn của hắn ta, và hắn ta đã sử dụng một lượng lớn ma lực của các tín đồ để tạo ra tấm lá chắn đó. Tuy nhiên, một loạt đòn tấn công từ xa đột nhiên bắn nát tấm lá chắn của Bamus, và Zen cùng với Itsuki chính là những người đã tung ra loạt đòn tấn công vừa rồi. Hóa ra, hai người họ đã bí mật điều tra ra được tên Bamus đang cất giấu bản sao của thánh khí, và bọn họ đã vô tình rơi vào một cái bẫy do hắn ta bày ra sẵn từ trước, nhưng may mắn là đội gián điệp của nữ hoàng đã thành công cứu sống được nhóm bọn họ. Ba thằng anh hùng bây giờ mới nhận ra bấy lâu nay Nafumi đã bị bọn giáo phái này đổ oan, nhưng Nafumi vẫn đang rất giận dỗi nên không muốn hợp tác với bọn họ để chiến đấu với Bamus. Nafumi đã trách mắng Motorasu cái tội lúc nào cũng nghe theo lời xúi dục của con ả Main, và những người khác cũng cho rằng hắn ta đã quá tin tưởng vào cái dàn harem giường của mình. Tuy nhiên, Nafumi đã từng hứa với Fitoria là cậu ấy sẽ cố gắng làm hòa với các anh hùng khác, cho nên cậu ấy sẽ cùng chiến đấu với bọn họ cho tới khi trận chiến với Bamus kết thúc. Thấy cả 4 anh hùng đã bắt đầu hợp tác với nhau thì Bamus liền thi triển một ma pháp cao cấp, và hắn ta đã tạo ra một đại thánh đường khổng lồ bao trùm hết cả bầu trời trên đầu mọi người. Trong khi đó, nữ hoàng đang dẫn theo đội quân của mình tiến ra chiến trường để hỗ trợ cho các anh hùng, và bà ấy đã tuyên bố rằng giáo phái Tam Đại Anh Hùng của Bamus chính thức bị giải thể. Mọi người lại tiếp tục tấn công Bamus bằng những đòn mạnh nhất của bọn họ, nhưng mỗi khi dính phải sát thương thì hắn ta lại được đại thánh đường hồi phục ngay lập tức. Motorasu đã đâm ngọn giáo của mình để truyền thêm ma lực vào tấm khiên của Nafumi, cho nên tấm khiên của cậu ấy đã phun ra một ngọn lửa cực lớn để thiêu cháy cơ thể Bamus, nhưng hắn ta vẫn không hề hấn gì do được đại thánh đường hồi phục. Thấy đánh mãi không được nên mấy tên anh hùng đã nói Nafumi sử dụng sức mạnh hack game lần trước, nhưng Nafumi nói rằng do mấy thằng bay yếu quá chứ anh đây có dùng hack bao giờ. Ngay sau đó, Nafumi đã nghe theo lời bọn họ rồi bật cái sức mạnh hack game lần trước của mình lên, nhưng cậu ấy đã nhanh chóng bị nỗi căm hận bấy lâu trong lòng nuốt chửng hoàn toàn. Toàn bộ cơ thể của Nafumi lúc này đã bị bao bọc bởi một ngọn lửa có chứa lời nguyền, và cậu ấy đã bắt đầu làm chủ được tinh thần của mình khi nghe thấy tiếng gọi của các cô gái. Đúng là vừa được mấy em ôm trong một phát thì thanh niên liền tỉnh hết cả người, và các cô gái nói rằng bọn họ sẽ cùng chia sẻ nỗi uất hận bên trong người Nafumi bấy lâu nay. Ngay khi Nafumi lấy lại được tinh thần thì Bamus đã tấn công mọi người bằng một tia năng lượng cực mạnh, nhưng hắn ta lại rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Nafumi đã chặn đòn tấn công đó một cách dễ dàng. Mọi người đã nhân cơ hội đó rồi liên tục tấn công Bamus khiến cho hắn ta không kịp thở. Và Raptalia cùng với Zen đã liều mình lao lên chém cho hắn ta một nhát chí tử ở ngay ngực. Còn Main thì tăng sức mạnh để cho Motorasu có thể ném cây giáo của mình găm trúng ngực hắn. Bamus vẫn còn đủ sức để tấn công mọi người bằng một con phượng hoàng lửa, nhưng Nafumi đã hút con chim đó vào tấm khiên của mình rồi phản lại lên người hắn ta. Tuy nhiên, sau loạt đòn tấn công của mọi người thì Bamus vẫn không có lấy một vết thương nào cả. Thậm chí hắn còn có thể tạo ra hàng trăm ảo ảnh của bản thân ở ngay trên tường thánh đường. Và đống ảo ảnh đó đã bắn cung túi bụi về phía mọi người khiến cho bọn họ rối hết cả đội hình. Nữ hoàng đột nhiên xuất hiện rồi thi triển một phép thuật băng để khóa cơ thể của Bamus lại.
cho nên Nào Fumi đã nhân cơ hội đó để sử dụng một phép thuật mới có tên là hy sinh máu. Nào Fumi đã đánh đổi một lượng máu của bản thân để triệu hồi ra một con rồng sắt, và con rồng đó đã cắn nát Belmont ra thành ngàn mảnh rồi kéo hắn ta xuống dưới địa ngục. Toàn bộ tòa thánh đường khổng lồ đã bị biến mất ngay sau khi Belmont bị Nào Fumi đánh bại, và nữ hoàng cũng đã cho binh lính bắt giữ toàn bộ tín đồ của giáo phái Tam Đại Anh Hùng lại. Nào Fumi đã phải mất một tháng để hồi phục sau khi sử dụng kỹ năng hy sinh máu, và chính nữ hoàng đã ra lệnh cho đám thuộc hạ phải cứu sống cậu ấy bằng bất kỳ giá nào. Theo như điều luật của thế giới này thì mỗi một nước lớn đều sẽ được triệu hồi một anh hùng. Nhưng lão vua đã làm trái lại điều luật đó bằng cách triệu hồi một lúc cả bốn anh hùng luôn, cho nên nữ hoàng đã phải đi sang các quốc gia khác để xoa dịu cơn tức giận của bọn họ. Nữ hoàng còn cho biết rằng vì một lý do nào đó mà lão vua rất căm ghét anh hùng khiên, cho nên bọn giáo phái Tam Đại Anh Hùng đã lợi dụng điều đó để chi phối lão ta cùng với mê. Nữ hoàng hứa là bà ấy sẽ đòi lại sự công bằng cũng như rửa sạch mọi oan ức cho Nào Fumi, bởi vì cậu ấy dù sao cũng là người có công lớn nhất trong việc ngăn chặn giáo phái của Belmont. Sáng hôm sau, toàn bộ người dân trong thành phố đều đã được tập trung tại khu vực quảng trường, còn ở bên trong cung điện thì nữ hoàng cũng đã cho mời cả bốn vị anh hùng tới gặp mình. Mọi người đã hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy mình cùng với lão vua bị xích lại như tội phạm, và nữ hoàng muốn xử hết toàn bộ tội lỗi mà hai tên bọn chúng đã mắc phải suốt thời gian qua. Motorasu cho rằng cô đồng đội Mình tốt bụng của cậu ta không thể nào là một tội phạm được. Nhưng nữ hoàng thừa biết Mê là một con nhỏ chuyên nói lời xạo chó từ nhỏ cho tới giờ, nên bà ấy đã cho người vẽ một cái ấn nô lệ lên người của Mê để chống việc cô ta nói dối. Ngay sau đó, nữ hoàng liền bắt Mê phải khai ra toàn bộ những việc mà cô ta đã từng làm từ trước tới nay, và cứ mỗi lần nói dối là cô ta lại bị ấn nô lệ ở trên cổ giật cho sấp mặt. Sau một hồi tra khảo thì mọi người biết được rằng Mê đã nói dối việc mình bị Nào Fumi làm nhục. Và chính những hành động của hai cha con chúng đã khiến đất nước này rơi vào nguy hiểm, cho nên nữ hoàng đã đưa ra bản án cuối cùng dành cho chúng chính là tử hình trước toàn dân. Mình cùng với lão vua đã cực kỳ hoảng sợ khi bị lôi ra ngoài đoạn đầu đài để bị xử tử, và tới mức này thì Motorasu cũng không thể cứu nổi cô đồng đội ngoan hiền của cậu ta được nữa, nhưng bên lại đột nhiên quay sang phía Nào Fumi rồi cầu xin cậu ấy cứu giúp mình. Đao phủ đang chuẩn bị chém thì Nào Fumi đột nhiên đi xuống dưới để ngăn buổi hành hình lại, và cậu ấy cho rằng nếu như để hai tên bọn chúng được chết thì lại quá dễ dàng đối với chúng. Cho nên cậu ấy muốn Mên từ nay phải bị gọi là con bích, còn lão vua thì sẽ bị gọi là rác rưởi. Thấy vậy thì nữ hoàng cũng đã nhẹ lòng hơn khi không phải tự tay xử tử chồng con của mình. Và buổi hành hình vừa kết thúc thì người dân đã đi tới cổng cung điện để chào đón Nào Fumi. Nhưng mọi người lúc này đã coi cậu ấy như là một anh hùng chứ không còn là một tên tội phạm nữa. Nhà thờ của thành phố bây giờ cũng đã thờ cả khiên anh hùng chứ không chỉ thờ mỗi ba người như trước đây. Cho nên nhóm của Nào Fumi lúc này đã có thể tăng giới hạn cấp độ một cách dễ dàng. Tối hôm đó, mọi người đã được nữ hoàng mời tới dự tiệc ăn mừng chiến thắng bọn Belmont, nhưng bốn vị anh hùng thì lại được mời tới dự một cuộc họp kín với bà ấy. Một tên đồng đội của Itsuki đã uống say rồi nói lời xúc phạm Nào Fumi ngay trong bữa tiệc đó, thế là Raptalia đã tức giận bem nhau với hắn ta tới mức tan nát cả bữa tiệc luôn. Nữ hoàng cho biết rằng quần đảo Kamira sắp tới sẽ có sự kiện gia tăng kinh nghiệm khi săn quái, và điều đó có nghĩa là các anh hùng sẽ có thể cải cấp nhanh hơn khi săn quái trên Kamira, nhưng phải trải qua hàng chục năm thì sự kiện đặc biệt này mới xảy ra một lần. Trong khi đó, bữa tiệc ở phía bên ngoài đã biến thành một bãi chiến trường tan hoang đổ nát, và Raptalia vẫn quyết phải ăn thua đủ với tên đồng đội của Itsuki vì dám xúc phạm chủ nhân cô ấy. Các anh hùng đã đồng ý chia sẻ mọi thông tin cho nhau để bọn họ có thể trở nên mạnh hơn, và thánh khí của bọn họ có khả năng sao chép lại bất kỳ thứ vũ khí nào mà bọn họ chạm vào. Chưa kể bọn họ còn có thể chế tạo được vật phẩm mới nếu như cho nguyên liệu phù hợp vào trong thánh khí. Tuy nhiên, ba thằng anh hùng kia lại đột nhiên cãi nhau về vấn đề chỉ số nào của vũ khí là quan trọng nhất. Cho nên cuộc họp kín của bọn họ cuối cùng đã biến thành một cái chợ hỗn loạn, và Raptalia cùng với mọi người ở trong bữa tiệc cũng đang bem nhau hết sức tưng bừng. Ngày hôm sau, Nào Fumi đã tới tiệm rèn của ông chú đầu chọc để thử nghiệm khả năng sao chép vũ khí. Và khi nhìn thấy cậu ấy đang sao chép vũ khí của mình thì ông chú đã rất hoảng hốt. Bởi vì cậu ấy mà làm như thế này thì tiệm của ông chú chẳng mấy hồi mà bị phá sản. Nhóm của bọn họ đã nhanh chóng đi ra bến cảng để lên thuyền tới đảo Kamira, và bọn họ đã ghé qua ngôi làng của Raptalia để thăm mộ của cha mẹ cô ấy cùng với Rifana. Nhóm bọn họ cuối cùng cũng đã tới được bến cảng rồi lên thuyền khởi hành đến Kamira, và bọn họ đã gặp được hai người có tên là Lazak cùng với Terry trên con thuyền đó. Khi Nào Fumi tự giới thiệu tên của mình thì hai người bọn họ đã cảm thấy cực kỳ tức cười, bởi vì bọn họ không tin chàng trai đang đứng trước mặt mình chính là anh hùng khiên, và bọn họ biết được rằng anh hùng khiên là một kẻ rất tàn ác chứ không hiền lành như cậu ấy. Ba thằng anh hùng kia đã bị say sóng tới mức ói mửa trong khi Nào Fumi chẳng bị làm sao cả. Và Therese đã nhờ Nào Fumi giúp mình chế tạo một cái vòng tay ma thuật từ một viên đá lửa, bởi vì cô ấy đã nghe Raptalia nói rằng Nào Fumi có khả năng chế tác đá quý cực kỳ tốt. Chiều hôm đó, con thuyền của bọn họ cuối cùng cũng đã cập bến tới quần đảo Kamira, nhưng ba thằng anh hùng kia lại phải được bế vào trong bằng cáng vì bị say sóng quá nặng. Để không lãng phí thời gian thì Nào Fumi đã ngay lập tức đưa cả nhóm của mình đi sang quái. Và Nào Fumi đã rất ngạc nhiên trước lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ mà cậu ấy nhận được.
Sau một thời gian dài sử dụng thì vũ khí của Raptalia cùng với Firo đã bị hỏng rất nhiều chỗ, nên Náo Fumi đã sử dụng xác quái vật rồi chế tạo ra vũ khí mới để cho hai đứa dùng tạm thời. Nhóm của Náo Fumi đã cày cấp liên tục cho tới tận khuya thì mới chịu quay trở về thị trấn, và tối đó mọi người đã tổ chức một bữa tiệc linh đình để ăn mừng cho một ngày săn quái thành công. Ngày hôm sau, Náo Fumi đã hoàn thành được cái vòng tay mà Teris nhờ cậu ấy làm giúp, và vừa mới nhìn thấy nó thì Teris đã vui sướng tới mức phát khóc, cho nên Teris đã trả cho cậu ấy một túi tiền vàng to trà bá coi như là tiền công của cậu. Ngay sau đó, nhóm của Náo Fumi cùng với nhóm của Lazak đã cùng nhau đi vào rừng để săn quái, và mọi người đã lên kế hoạch để tấn công vào một cái tổ của bọn chim cánh cụt. Náo Fumi đã lao thẳng vào hang ổ của bọn chim cánh cụt để lôi kéo sự chú ý của chúng, và nhân cơ hội đó thì Teris đã bắn một quả cầu lửa tới chỗ của Náo Fumi cùng với lũ chim. Nhưng quả cầu của cô ấy có thể thiêu rụi toàn bộ kẻ địch mà không hề gây ra sát thương cho Náo Fumi. Thấy Lazak cùng với Teris chiến đấu quá tốt nên Náo Fumi đã mời bọn họ gia nhập vào tổ đội của mình, nhưng bọn họ vẫn còn có việc khác phải làm nên đã từ chối lời mời của cậu ấy. Ngày hôm sau, Náo Fumi quyết định là sẽ cho cả nhóm đi biển chơi để nghỉ xả hơi một bữa. Nhưng khi lặn xuống dưới biển để khám phá di tích cổ thì bọn họ đã nhìn thấy một cái xa thời kế. Và theo như chiếc xa thời kế này chỉ dẫn thì làn sóng sẽ xảy ra tại Camira trong vòng 2 ngày nữa. Sau khi nhận được thông tin từ Náo Fumi thì nữ hoàng đã ngay lập tức ra lệnh cho toàn quân sẵn sàng chiến đấu. Nhưng làn sóng lần này sẽ xuất hiện trên biển nên mọi người đã lên thuyền để đi tới đó. Náo Fumi nhìn thấy nhóm của Lazak cũng đang đi tới chỗ diễn ra làn sóng cùng với mọi người. Và cậu ấy nhận xét rằng bọn họ có khi còn mạnh hơn cả ba thằng anh hùng kia cộng lại. Ngay sau đó, toàn bộ đoàn thuyền của bọn họ đã được dịch chuyển tới nơi mà làn sóng diễn ra, và lần này kẻ địch của bọn họ chính là một đội quân thủy quái đông đảo. Con thủy quái đầu đàn có kích thước siêu to khổng lồ cũng đã nhanh chóng xuất hiện, và cả ba thanh niên anh hùng kia đã tung ra một đòn kết hợp về phía con quái vật để tiêu diệt nó, nhưng đối với nó thì đòn tấn công của bọn họ chỉ như là rối mũi mà thôi. Tuy nhiên, Raptalia đã có thể khiến cho con quái vật bị thương bằng một mũi tên có yểm phép thuật, và Náo Fumi không ngờ rằng cô ấy lúc này còn mạnh hơn cả đám anh hùng kia hợp sức lại. Thuyền của nữ hoàng cùng với Melty đã bị bọn thủy quái lúc nhúc trồi từ dưới biển lên tấn công, nhưng ngay khi Melty gặp nguy hiểm thì Lazak đã lao ra tiêu diệt bọn thủy quái để cứu lấy cô ấy. Và chỉ cần một nhát chém thì Lazak đã tạo ra được một trận cuồng phong để quét hết tất cả bọn chúng. Náo Fumi đã đề nghị Lazak phối hợp với Firo để cùng nhau tiêu diệt con thủy quái đầu đàn, và sau những đòn tấn công mạnh như vũ bão của bọn họ thì nó đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Mấy thằng anh hùng kia mặc dù chẳng làm gì nhưng cũng muốn được chia đều chiến lợi phẩm, nhưng Lazak đột nhiên dùng cây liềm của mình chém cho cả ba thanh niên kia bị thương luôn. Hóa ra, nhóm của Lazak ngay từ đầu đã có mục đích tiêu diệt hết toàn bộ cả bốn vị anh hùng, và Náo Fumi đã rất bất ngờ khi biết nhóm của anh ta cũng chính là một tổ đội anh hùng như cậu ấy. Nhưng bọn họ lại là những anh hùng tới từ một thế giới khác cũng đang bị đe dọa bởi làn sóng. Lazak tin rằng thế giới của anh ta sẽ sống sót nếu như tiêu diệt được anh hùng của thế giới khác, cho nên nhóm của anh ta đã xuyên không tới đây để đánh bại Náo Fumi cùng với ba thằng kia. Ba thanh niên anh hùng kia đã lao lên tấn công Lazak nhưng lại bị anh ta đánh bại cực kỳ dễ dàng. Và khi nhìn thấy vậy thì Melty đã ngay lập tức chèo thuyền tới chỗ Náo Fumi để hỗ trợ cho cậu ấy. Mặc dù Lazak rất mạnh nhưng nhóm của Náo Fumi cũng không phải là hạng tầm thường, và tổ đội của cậu ấy bây giờ thậm chí còn mạnh hơn ba thanh niên anh hùng phế vật kia cộng lại. Cho nên Lazak cùng với Teris đã gặp phải rất nhiều khó khăn khi chiến đấu với nhóm bọn họ. Ngay sau đó, Blast đột nhiên bay từ trên trời xuống rồi ngay lập tức đi lại chỗ của nhóm Lazak, cho nên Náo Fumi nhận ra rằng Blast cùng với Lazak vốn từ đầu đã cùng chung một phe. Blast đã sử dụng những tuyệt chiêu như trong làn sóng trước đây để tấn công Náo Fumi, nhưng lần này cậu ấy đã mạnh hơn trước rất nhiều nên chỉ cần dùng khiên thường thôi cũng đỡ được. Blast cùng với Teris đã sử dụng một đòn kết hợp để tấn công nhóm của Náo Fumi, nhưng Náo Fumi đã tạo ra một lớp khiên ngục để chặn đòn tấn công của hai người họ. Náo Fumi đã nói mọi người giúp cậu ấy cầm chân Lazak cùng với Teris lại, trong khi đó thì cậu ấy sẽ tìm cách để đánh bại Blast. Náo Fumi nhận ra Blast cũng là một anh hùng tới từ thế giới khác như Lazak, và mặc dù không phải là anh hùng nhưng Raptalia cùng với những người khác cũng có thể đánh ngang ngửa với Lazak. Trong trận chiến thì Náo Fumi đã phát hiện ra khiên Soul Eater có khả năng khắc chế được Glass, và khiên Soul Eater của cậu ấy bình thường chỉ có thể hút được ma lực của người khác, nhưng đối với Glass thì nó lại có thể hút được cả sinh lực nữa. Tuy nhiên, Glass vẫn không chịu bỏ cuộc cho tới khi nào đánh bại được Náo Fumi, bởi vì Glass cũng muốn bảo vệ thế giới mà cô ta yêu quý khỏi những làn sóng, và cô ta tin rằng cách duy nhất để ngăn làn sóng lại chính là đánh bại được các anh hùng ở đây. Ngay sau đó, Lazak đã ném cho Glass một lọ thuốc hồi phục ma lực để cô ta có thể tiếp tục chiến đấu, còn Náo Fumi thì cũng triệu hồi ra tấm khiên cuồng nộ để đánh một trận khô máu cùng với cô ta. Bọn họ chưa kịp đánh thì một cô gái tới từ nhóm của anh hùng cung Itsuki đột nhiên xuất hiện, và cô ấy đã ném hàng chục lu rượu nồng độ cao tới chỗ Náo Fumi cùng với Glass đang đứng. Náo Fumi vốn có chỉ số phòng thủ cao nên loại rượu đó không gây ra được ảnh hưởng gì lên cậu ấy, nhưng Glass thì lại bị say tới mức đứng không vững sau khi để cho rượu dính lên người. Thấy Glass không thể chiến đấu nổi nữa thì Lazak cùng với Teris đã đề nghị cô ấy rút lui,
và La Zac nói rằng nhóm của anh ta nhất định sẽ quay trở lại để tái đấu với nhóm Nao Fumi. Ngay sau đó, nhóm của La Zac đã từ từ bay lên trời rồi biến mất cùng với làn sóng, và Nao Fumi đã cảm thấy lo lắng hơn sau trận chiến với các anh hùng tới từ một thế giới khác. Mọi người đột nhiên phát hiện ra cô gái trong nhóm Itsuki hôm trước đang cố gắng nhảy xuống biển tự vẫn. Và hóa ra là các thành viên trong tổ đội đã đổ lỗi cho Licia làm hỏng vật phẩm của Itsuki, cho nên cậu ta đã tức giận đuổi cô ấy ra khỏi nhóm khiến cho cô cực kỳ nhục nhã. Thấy tội nghiệp Licia nên Nao Fumi đã đề nghị cô ấy tham gia vào tổ đội của mình, và cô ấy đã ngay lập tức đồng ý rồi quay trở lại thủ đô cùng với nhóm của Nao Fumi. Một thời gian sau, nữ hoàng đã cho Nao Fumi trở thành lãnh chúa cai quản ngôi làng của Raptalia, bởi vì cậu ấy là người lập được công lớn nhất trong việc đẩy lùi làn sóng vừa rồi. Nao Fumi muốn phát triển nơi này thành một khu căn cứ riêng của cậu ấy để đối phó với làn sóng, và bà phù thủy cùng với một số người quen của Nao Fumi cũng đã tới đây để giúp cậu ấy xây dựng lãnh thổ. Nao Fumi cho rằng cuộc phiêu lưu của cậu bây giờ mới thực sự bắt đầu, bởi vì cậu ấy cùng với các cô gái nhất định sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video review về bộ anime Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Đừng quên nhấn nút đăng ký cùng với nút chuông để nhận thông báo khi kênh ra video mới.